Những ngày này, không khí Giáng sinh đã tràn ngập trên mọi nẻo đường, góc phố, đặc biệt tại các nhà thờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công tác chuẩn bị, các khâu trang trí cũng đang được rốt ráo triển khai. Cả giáo dân và lương dân, ai nấy cũng đều háo hức hướng về dịp lễ Noel với nhiều ước vọng. Là một trong những địa điểm thu hút sự tập trung đông đảo của người dân vào dịp lễ Giáng sinh, khâu trang trí tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Nẵng năm nào cũng được triển khai bài bản, công phu. Từ cây thông Noel, hàng đá, máng cỏ đến từng bông hoa tuyết, tất cả đều được các giáo họ chăm chút tỉ mẩn. Chuẩn bị Giáng sinh thì coi như là ở giáo xứ Chánh Tòa là có 12 giáo họ. Thì mỗi giáo họ là sẽ được làm một cái đề tài khác nhau. Thì 12 giáo họ là 12 cái đề tài, rồi tùy theo khả năng của mỗi giáo họ. Giáo họ nào mà có nhân lực nhiều á, thì làm tốt hơn, còn nhân lực ít á, thì đơn giản. Trước thềm lễ Noel, các nhà thờ khác trên địa bàn thành phố cũng đang tất bật hoàn thành mọi khâu chuẩn bị cho buổi lễ chính thức vào đêm ngày 24 tháng 12. Không khí Giáng sinh không chỉ tràn ngập khắp các phố phường mà còn len lỏi trong tâm hồn của tất cả mọi người. Không những tôi và tất cả mọi người đều đến coi như là nhân dịp và Chúa Giáng sinh rất là hân hoan để đón mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Mặc dù là không khí rất là mưa gió nhưng mà tinh thần của coi như là giáo dân và nhân dân thì đều là thích đến mừng Chúa Giáng sinh. Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, các giáo xứ sống đạo cũng không quên tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tham dự lễ Giáng sinh, đảm bảo cho một mùa Noel an bình đến với tất cả. Cả bà con trong giáo xứ cũng phổ biến thông báo là mọi khách quan, mọi người đến dự đều phải đeo khẩu trang và coi như là giữ gìn cách ly xung quanh cho an toàn. Từ nhiều năm nay, lễ Giáng sinh đã trở thành ngày hội chung, không phân biệt giáo dân hay lương dân. Mọi người cùng nhau hướng về đêm Noel với nhiều ước vọng tốt đẹp cho năm mới, cầu mong bình an cho gia đình và những người thân yêu.